Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh, Ủy ban nhân dân quận đã lập đoàn kiểm tra, đồng thời lập biên bản cơ sở để nam nữ vũ công mặc thiếu vải, múa ôm cột công khai trên bờ biển Đà Nẵng và sẽ xử lý theo quy định với cơ sở này. Mặc dù Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn lập biên bản, nhưng ngay sau đó, chúng tôi vẫn ghi nhận tình trạng các vũ công ăn mặc thiếu vải, ôm cột uốn éo trên bờ biển. Vào tối ngày 27 tháng 7, khu vực bờ biển Mỹ Khê phía trước cơ sở tên Big Bia ở số 51 đường Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn có nhiều nữ vũ công ăn mặc hở hang, uốn éo theo điệu nhạc mạnh trên những cột bục biểu diễn do cơ sở xây dựng trên bãi cát.